là tặng cái gì người ta đem về sử dụng được chứ không mang cất đi. Em ơi, chị đang cần 100 set quà tặng cho 60 nữ và 40 nam. Ngân sách mỗi set khoảng 400.000. Em tư vấn mẫu giúp chị nhé. À dạ, không biết là hai chị muốn mua tặng người nước nào ạ? Có cả người Việt Nam và người Hàn Quốc. Chị muốn tặng món quà nào mà không chỉ là đồ lưu niệm mà còn có tính ứng dụng ý. Tức là tặng cái gì người ta đem về sử dụng được chứ không mang cất đi. À dạ em hiểu rồi ạ. À, với ngân sách đấy thì em đề xuất là đối với set nữ các chị có thể chọn cái set quà nâng niu này của bên em ạ. Cái set quà này thì nó sẽ gồm một cái khăn lụa vuông size 50-50 thì các chị có thể quàng nhỏ lên cổ để phối với trang phục công sở chẳng hạn như cái em đang dùng lên này thì nó rất là đẹp ạ. Và sản phẩm thứ hai thì nó là một cái khăn mặt tơ tằm 150.000, kháng khuẩn, dưỡng da, chống mụn và chống lão hóa thì đáp ứng nhu cầu làm đẹp của các chị em. Cái set quà này là 400.000 đấy ạ. Ừ. Set này ok đấy nhỉ. Ừ, nghe mà em cũng muốn mua một set rồi đấy. Còn set nam thì như nào em? À dạ, đối với set nam ấy thì em đang có hai đề xuất là các chị có thể kết hợp một cái khăn mặt tơ tằm 150.000 như thế này với một cái khăn tập thể thao là 300.000, hoặc là mình có thể chọn một cái khăn tay thêu cùng mức giá. Chẳng hạn như em đang có cái khăn tay cỏ bốn lá như thế này là 295.000 đấy chị ạ. Khăn thể thao chỉ có màu trắng trơn như này thôi à? À đúng rồi chị ạ, tại vì đối với cái dòng khăn mà chăm sóc da ấy, thì bên em sẽ giữ nguyên màu của tơ tằm chứ không nhuộm màu ạ. Lấy khăn thể thao đi chị, em thấy nhiều người người ta không sử dụng khăn tay nhiều đâu. Không dùng thì tặng cho người thân dùng, khăn đẹp như này cơ mà. Chứ khăn thể thao chắc gì người ta đã dùng, nhiều người lại bỏ xừ ra. Ít nhất khăn tay đẹp họ còn giữ làm kỷ niệm. Cũng hợp lý, nhưng mà tính lại thì 300 với 150 là 450 rồi mà. À dạ, tại vì đối với đơn hàng này thì bên em sẽ chiết khấu thêm 10% nữa chị ạ. Thì tính ra mỗi set sẽ tầm 400.000 thôi ạ. Ồ, thế à? Thế chị lấy set nâng niu này có được giảm giá 10% không em? À dạ, đương nhiên là được rồi chị ạ. Tầm giá này thì còn mẫu khăn tay nào nữa không em? À dạ, với mức giá đấy thì chị có thể chọn thêm cái khăn tay hình lá phong này cũng là 295.000 ạ. Hoặc là cái khăn tay cành đào này là 300.000 đấy chị ạ. Em thấy cỏ bốn lá là ok nhất rồi đấy chị. Tặng người Hàn hay người Việt đều mang ý nghĩa may mắn cả. Ừ, em xếp thử cho chị xem khăn cỏ bốn lá với khăn mặt nhé. À vâng ạ, vậy chị đợi em một chút ạ. Hai chị ơi, cái set quà đấy thì nó sẽ như thế này đấy ạ. Ngoài ra thì sẽ còn có cả thiệp và túi nữa. Ừ, thế bây giờ bên chị muốn dán thêm miếng để can lên nắp hộp thì bên em có làm được không? À được ạ, các chị cứ gửi qua đây thì bọn em sẽ dán cho chị ạ. Ok, thế bây giờ bọn chị sẽ chọn màu các set quà. Thanh toán xong rồi chiều bên chị sẽ gửi miếng để can, bên em dán lên nắp hộp, xong mai ship đến công ty cho chị nhé. Vâng ạ, vậy mời hai chị ra bàn chờ để chọn màu nhá. Ừ,